Thưa quý vị và các bạn thân mến, tăng trưởng 7% sao vẫn phải vay nợ 20 tỷ đô la trên năm. Do phát hiện lỗi kỹ thuật nên chính phủ vừa có văn bản đính chính sai sót về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ủy quyền Thủ tướng ký và phát hành văn bản đính chính này. Trước đó báo cáo 512 trên BCCP ngày 18 tháng 10 2019 về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 của chính phủ đã được gửi đại biểu trước thềm kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Tuy nhiên, trong phiên thảo luận tổ ngày 22 tháng 10, đại biểu Quốc hội đã phát hiện sai sót về những con số nợ công. Trong văn bản vừa phát hành, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết lý do đính chính là do phát hiện lỗi kỹ thuật tại báo cáo 512. Cụ thể, nội dung đính chính là bỏ chữ nghìn trong đơn vị tính khoản trả nợ ròng năm 2019 là 5.038,3 nghìn tỷ đồng. Con số sau đính chính báo cáo mới là 5.038,3 tỷ đồng, bổ sung chữ nghìn trong đơn vị tính của số dự kiến huy động và vốn vay của chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2020 từ 459,4 tỷ đồng thành 459,4 nghìn tỷ đồng. Dự kiến năm 2020 cho vay lại đối với chính quyền địa phương 26,5 nghìn tỷ đồng, cho vay lại đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 16,9 nghìn tỷ đồng, huy động từ vốn ngân quỹ nhà nước và các nguồn khác 95,4 nghìn tỷ đồng, nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của về việc cho vay trả gốc 19,1 nghìn tỷ đồng, trả lãi 11,0 nghìn tỷ đồng. Cũng trong văn bản này, chính phủ đính chính số liệu vay để trả nợ gốc của Ngân hàng Trung ương là 232,5 nghìn tỷ đồng. Báo cáo mới sau khi đính chính nêu rõ năm 2020, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ khoảng 349 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 287,9 nghìn tỷ đồng và nước ngoài là 61,1 nghìn tỷ đồng. Một nghịch lý kinh khủng đã, đang và sẽ còn hiện hình trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và trong chính sách kiến tạo ở Việt Nam trong tài khoá năm 2020. Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến phải vay đến con số 460.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 20 tỷ đô la để bù đắp ngân sách. Bất chấp chính phủ này vẫn tung ra các báo cáo đầy lạc quan về tốc độ tăng trưởng GDP lên đến 7% và giống hệt chỉ số thành tích GDP của Đảng Anh Trung Quốc, gấp đôi mức tăng trưởng của Hoa Kỳ và gấp gần 3 lần mức tăng trưởng của Liên minh châu Âu EU. Nếu quả thực kinh tế Việt Nam tăng trưởng đến 7% GDP thì trừ đi khoảng hơn 4% trượt giá, đây là tỷ lệ lạm phát mà do chính phủ kiến tạo chứ hoàn toàn không phải lạm phát thực, vẫn còn lại đến 3% tích lũy trong ngân sách tương đương với 6 hoặc 7 tỷ đô la. Nhưng trong thực tế, một số chuyên gia phản biện độc lập đã tính lại rằng GDP thực của Việt Nam chỉ đạt khoảng 2-2,5%. Căn cứ theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhưng vì số liệu của Tổng cục Thống kê lại thường không đáng tin cậy do quá thiên về chủ nghĩa thành tích và động cơ chính trị Đại hội 13 mà do đó thường vống lên hoặc vu khống lên, người ta cần có những con số liệu thực tế hơn nhiều để tính GDP. Theo đó, không loại trừ khả năng GDP của Việt Nam chỉ tăng khoảng một vài phần trăm, thậm chí là âm, phù hợp với tình trạng số doanh nghiệp bị giải thể và phá sản càng ngày càng nhiều, cùng tốc độ đẩy tín dụng ra thị trường bị suy yếu, cho thấy sức khỏe nền kinh tế khá ốm yếu và mang nhiều triệu chứng suy thoái trong những năm gần đây. Hơn nữa, chỉ trong trường hợp GDP tăng trưởng thấp, nền kinh tế và ngân sách quốc gia mới ít hoặc không có tích lũy và do đó mới cần phải đi vay nợ lớn từ trong nước và ngoài nước. Người ta có thể tự hỏi vì sao trong rất nhiều năm qua, năm nào chính phủ cũng phải vay nợ từ 15 đến 20 tỷ đô la, trong đó có một phần là dạng vay đảo nợ, tức vay nợ mới để trả nợ cũ. Trước đây, vay đảo nợ là cụm từ bị chính quyền xem là nhạy cảm chính trị và cấm báo chí nói về nó, nhưng về sau này thì mạng xã hội phát triển và quá nhiều thông tin nhạy cảm được đăng tải trên mạng xã hội, khái niệm vay đảo nợ đã không còn bị xem là cấm kỵ. Còn bây giờ thì đành phải huỵch tuệ
vẹt ra vay đảo nợ, tức là vay nợ mới để trả nợ cũ. Trong nhiều năm qua, thực tế đã được chính giới chuyên gia tài chính nhà nước xác định là ngân sách Việt Nam không còn két dư, cũng chẳng còn nguồn dự phòng để trả cho vô số các khoản nợ trong nước và nước ngoài, mà phải cắm đầu vay mượn ở nước ngoài, vay từ Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu, Nhật Bản và một số nước khác, với phần lớn số tiền vay được dùng để trả nợ cho nợ gốc và lãi của chính phủ. Những chủ nợ này còn trong nước vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần, từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế, và đổi lại là phát hành trái phiếu chính phủ để trả nợ. Nhưng thực chất trái phiếu này mất giá trị nhanh theo thời gian và chẳng có gì bảo đảm là sẽ bù đắp vốn gốc cho chủ nợ. Không phải bỗng dưng mà trong những năm gần đây, báo chí và dư luận xã hội lo lắng về hai quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế phải chịu nguy cơ vỡ nợ. Hai quỹ này được tích góp từ tiền của người lao động và dân chúng bị chính phủ vay bắt buộc, nhưng chẳng có gì bảo đảm là sẽ hoàn trả nguyên trạng và nguyên giá trị tiền cho người dân. Hiện thời, nợ nước ngoài của chính phủ được công bố chính thức đã vượt quá 100 tỷ đô la, còn nợ nước ngoài của khối doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, cũng hơn 100 tỷ đô la nếu tính cả phần nợ vay trong nước. Tổng nợ công vào thời điểm 2019 có thể xấp xỉ 500 tỷ đô la, tức gấp hơn 2 lần GDP mỗi năm của Việt Nam. Gần 500 tỷ đô la bao gồm nợ công của Việt Nam đã được xác định là 431 tỷ đô la vào năm 2016, cộng với nợ tăng thêm mỗi năm khoảng 20 tỷ đô la từ năm 2017 đến nay. Sau đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị xem là ăn ốc và phá chưa từng có, chính phủ đổ vỏ Nguyễn Xuân Phúc vừa phải cắm mặt trả nợ cho đời chính phủ trước, nhưng cũng không quên kiến tạo những chiêu thức mới để vay nợ thêm nhằm làm giàu cho các nhóm lợi ích giao thông, khiến núi nợ công càng ngày càng chồng chất lên bờ vai dân tộc chỉ còn dơ xương. Một trong những thủ đoạn như thế đã lộ diện vào năm 2018 và 2019. Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo Tổng cục Thống kê tính lại GDP và từ đó lòi thêm đến 76.000 doanh nghiệp, sau đó đã làm cho mỗi đầu người dân Việt bỗng nhiên có thêm 400 đô la Mỹ, còn GDP được tăng đến 30%. Theo luật về nợ công, tỷ lệ nợ công quốc gia được tính theo công thức nợ công trên GDP, mẫu số GDP càng lớn thì tỷ lệ nợ công càng nhỏ, và do đó càng làm cho tình trạng vay nợ, vay trong nước và vay nước ngoài của chính phủ lẫn các doanh nghiệp an toàn hơn. Đồng thời có thêm lý do để chính phủ báo cáo và công bố về thành tích bảo đảm an toàn nợ công của mình. Thủ pháp kinh tế chính trị quá sức đơn giản là chỉ cần làm vài phép tính cộng thêm 30% phần kinh tế phi chính thức vào GDP thì ngay lập tức tỷ lệ nợ công sẽ giảm đến 15%, tức chỉ còn khoảng 50% GDP, trở thành con số còn bóng lộn hơn cả báo nợ công chỉ có 55% GDP của thời Nguyễn Tấn Dũng. Khi đó, các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước cùng chính phủ sẽ tha hồ vay được ít nhất 15% GDP nữa, tương đương với khoảng 30 tỷ đô la. Chẳng hạn, phục vụ dự án trọng điểm sân bay Long Thành và đường bộ cao tốc Bắc Nam. Hai dự án này lần lượt chiếm vốn đầu tư là 16 tỷ đô la và hơn 15 tỷ đô la, cộng lại xấp xỉ với quota 30 tỷ đô la mà chính phủ có thể vay trực tiếp hoặc bảo lãnh vay nếu thành công trong việc tính lại GDP. Đó là chưa kể đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam mà Bộ Giao thông Vận tải đã vẽ đến 58 tỷ đô la. Cơ hội để các nhóm lợi ích ăn tàn phá hại vốn ODA và những nguồn vốn vay khác sẽ lại mở ra, không khác gì thời của 3X Nguyễn Tấn Dũng. Nếu kịch bản tính lại GDP thành công theo yêu cầu đặc biệt của Thủ tướng Phúc, gần 100 triệu dân Việt Nam sẽ càng có cơ hội đội thêm gánh nặng nợ nần ngập đầu cho hiện tại và cho rất nhiều đời con cháu mai sau. Nhưng còn quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia vẫn thường được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tự hào lên đến con số 70 tỷ đô la. Tại sao chính phủ không dùng quỹ này để trả nợ nước ngoài? Ngay cả kho dự trữ ngoại hối quốc gia hơn 70 tỷ đô la cũng chỉ là một khái niệm tạm bợ về mặt an toàn ngoại thương, vì chỉ đáp ứng cho tiêu chí tối thiểu 3 tháng nhập khẩu.
trong khi còn phải chi trả nợ nước ngoài và chi trả cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức hành chính, với ít ra 30% trong số đó là ăn không ngồi rồi và hành là chính. Nhưng lại chẳng có gì chắc chắn và minh chứng cho báo cáo tô hồng của chính phủ về con số 70 tỷ đô la trên. Bởi cho tới nay, ngân hàng nhà nước trước sau vẫn chỉ thông tin duy nhất con số này mà không minh bạch bất kỳ chi tiết nào về cơ cấu của quỹ dự trữ ngoại hối. Bao nhiêu phần trăm là USD vàng và ngoại tệ chuyển đổi được SDR. Cũng bởi thế, con số hơn 70 tỷ đô la của quỹ này vẫn bị nghi ngờ rất lớn là số ma, còn thực tế ngoại tệ trong quỹ thấp hơn rất nhiều. Về thực chất, ngân sách Việt Nam đang thiếu tiền nghiêm trọng, đặc biệt là thiếu tiền để trả các khoản nợ gốc và lãi nước ngoài lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm, và nhiều khoản nợ đang lao đến kỳ đáo hạn vào những năm 2020 và 2021. Bất chấp nhà máy in tiền quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã rất thường báo lãi lớn trong hơn một thập kỷ qua, và do đó họ cho in tiền ồ ạt. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.